À, đây là bài tập cuối của cái phần về Word ha. Bài tập Word Tips and Tricks. Thì các bạn sẽ chọn một chức năng của cái Microsoft Word, nhưng mà lưu ý là ở đây là phiên bản 365 nha. Các bạn sẽ làm cái tài liệu hướng dẫn với lại cái video hướng dẫn. Các tài liệu thì làm dạng Word mình sẽ nộp trên Canvas, còn video thì mình sẽ nộp trên Flipgrid. Đây là cái Flipgrid của cái Word Tip Trick. Thì cái chức năng nào của Microsoft Word thì các bạn sẽ tự chọn những cái, tất cả những cái mình đã học rồi ha. Ví dụ như là Team Autocorrect, rồi PM, rồi mục lục tự động, caption vân vân. Rất là nhiều thứ mình đã học rồi, thì các bạn có thể lên mạng mình search thêm. Trên mạng nó cũng có rất là nhiều những cái tip, mình thấy cái nào thú vị, cái nào hay thì mình làm. Thì ở đây mình sẽ làm hai cái nha. Thứ nhất là một cái file Word hướng dẫn từng bước. Tại mình đang thực hành Word mà, cho nên mình sẽ trình bày trên cái file Word hướng dẫn từng bước làm cái thao tác đó. Và thứ hai là cái video hướng dẫn thao tác. Thì video này mình quay màn hình. Thời lượng của video thì trong khoảng từ 3 phút thôi, tối đa là 5 phút ha. Công cụ quay màn hình thì mình có thể dùng công cụ nào tùy mình ha. Trong PowerPoint nó cũng có luôn một cái chức năng là quay màn hình, hoặc là bạn dùng những cái app quay màn hình khác như là Zoom hay Camtasia này là đều được. Rồi, về cái file hướng dẫn á, cái file Word á, thì nội dung á là trong file Word đó mình sẽ có giới thiệu tên lớp nè, tên của cái tip nè. Thì cái này mình sẽ đặt ở trang bìa, nó gọi là cái cover page. Rồi, mình có một cái sản phẩm đã hoàn thành để mình demo, và sau đó mình mới hướng dẫn thao tác từng bước thực hiện. Về hình thức thì đây nó sẽ là khổ A4 nha. Các bạn sẽ chỉnh cái file trên file Word đó là khổ A4. Mình có chèn cái trang bìa và insert, chọn cover page để chèn cái trang bìa. Trên trang bìa này mình có thông tin là tên lớp và tên cái tip đó. Chèn tiêu đề đầu trang, cuối trang và đánh số trang. Thì tiêu đề đầu trang các bạn chọn kiểu nào cũng được, nhưng mà mình sẽ chọn cái kiểu mà mình có thể ghi cái tên, ghi cái title nó lên ha. Thì mình ghi cái tên tiêu đề đầu trang là cái tên của cái tip đó. Tiêu đề cuối trang á thì mình để cái họ tên và lớp một bên và đánh số trang một bên. Rồi, trong cái phần trình bày của mình thì mình có sử dụng style để định dạng. Khi dùng sử dụng style rồi thì mình sẽ tạo mục lục tự động rất là dễ dàng ha. Vào reference chọn insert table content là nó ra cái mục lục tự động. Những cái hình ảnh mình sử dụng thì mình sẽ chèn cái caption cho nó ha. Mình dùng caption cho hình ảnh. Thì sau đó thì mình có thể chèn vào một cái danh mục hình tự động. Khi mình đã đặt caption cho hình rồi thì mình sẽ chèn cái danh mục hình tự động. Rồi, cái tài liệu tham khảo, các bạn lên mạng tham khảo thì mình sẽ sử dụng cái chức năng là citation để mình đưa cái tài liệu tham khảo vào. Và mình sẽ chọn cái chuẩn là chuẩn Harvard. Rồi chèn cái bảng từ khóa và cái index. Thì muốn chèn bảng từ khóa thì mình sẽ mark entry những cái từ khóa. Thì những cái chức năng này chút xíu bạn nào còn thắc mắc phần nào thì sẽ chỉ lại. Cái này hôm trước ta học hết rồi. Đây là cái file Word ha. Về cái video thì cũng tương tự như hôm trước mình làm cái video về tip trick của PowerPoint, thì cái video này cũng tương tự như vậy. Đầu mở đầu video là mình sẽ giới thiệu tên lớp ha, và cái tên của cái tip đó. Mình demo cái sản phẩm, rồi sau đó mình sẽ hướng dẫn thao tác từng bước thực hiện. Thì cái này mình làm ngắn gọn thôi, từ khoảng 1 phút rưỡi tới 3 phút rưỡi thôi, cộng thêm với 30 giây demo, 30 giây giới thiệu và 30 giây kết thúc nữa là tối đa là 5 phút ha. Rồi, đây là một số chủ đề gợi ý thôi nha. Rồi các bạn có thể tự chọn chủ đề nào tùy các bạn nha. Ví dụ bạn làm về style nè. Style thì nó có cái phần ứng dụng để thực hiện văn bản một cách chuyên nghiệp. Hoặc là theme ha. Mình áp dụng theme để mình chỉnh tự động cho phông chữ với màu sắc. Hoặc là bạn ứng dụng cái autocorrect để viết tắt, sửa lỗi. Hoặc là bạn ứng dụng cái shape để vẽ hình. Hoặc là bạn ứng dụng cái mail merge để mình làm chứng nhận, làm giấy khen v.v. Nó có rất là nhiều những chức năng. Nói chung bạn chọn chức năng nào bạn thấy thú vị, hoặc là bạn lên mạng bạn search á, thấy nó có những cái tip nào hay thì bạn làm thôi. Này chỉ là gợi ý thôi nha, không bắt buộc. Về thời gian và hình thức nộp thì về thời hạn nộp là cho hết tuần 28 ha. Bây giờ là tuần 26 thì hết tuần 28 là hết ngày chủ nhật cuối tháng 2 á, là 27 tháng 2. Lưu ý là bài này lấy điểm 1 tiếng nha. Hình thức nộp thì các bạn sẽ nộp hai file nè. Như nãy giờ thì có nói là file Word thì bạn sẽ submit trên Canvas, còn file video thì mình đã response trên Flipgrid. Rồi, về tiêu chí đánh giá thì có 5 mặt, đó là bố cục của cái file với lại video, về nội dung,
về cái kỹ xảo của cái video, về tính hấp dẫn và sáng tạo của video, cũng như là hình thức của cái file Word, và thời lượng, thời hạn tên file. Đó là 5 cái yêu cầu, mỗi yêu cầu tối đa 2 điểm. Rồi, các bạn nào thắc mắc gì thì trao đổi nha. Đó là cái đề bài tập Word Tips và Tricks. Bạn nào có thắc mắc gì trao đổi.